bạn đến video tiếp theo của mình nha. Bữa nay dân thành phố về đắc địa Bắc Cạn Tết bạn ơi. Bữa nay cũng 30 các bạn. 30 bắt cá ăn Tết lớn bạn ơi. Địa cũng khá là cá nhiều các bạn. Bây giờ mình đi quay mình review cho các bạn xem ạ. Quá trời cá nục bạn ơi. Đó. Đây này có mấy bạn rồng bự bự không à. Trời ơi, cá lóc chà bá luôn các bạn ơi. Hết biết cá lóc bự rồi. Trời trời. Đó à, nó chuối ở đó các bạn. Còn cái này phải lấy xịt bắt ra bắt phải được, cái mò tay này không hết nổi các bạn ơi. Cá lóc nhiều lắm à. Đây à, trời nó bắt chín rồi được con cá bạn. Cá gì không vô lên Sơn? Mò quyết liệt cái mò gì đâu mà lơi quá vậy? Mò gì mà thấy lơi quá vậy? Rồi, chim còn chà bá đó các bạn. Cá gù mập cá gù. Đây có một con cá nó trườn lên mày. Đây. Ôi ôi cái chè chạp bá luôn. Đây các bạn. À, lại bắt cái sao? Hết biến cái chè nó ú rồi. Quay chơi. Đây cá lóc phải chơi luôn. Thôi được con cá gỗ. Thôi con cá lóc luôn. Ghiết ghiết ghiết. Trời ơi nó lóc hay. Quá quá. Từ từ nghe đâm. Từ từ. Trời ơi xảy luôn đi. Nhẹ đè nó xuống luôn à. Làm mạnh. Trời ơi, dễ vậy. Rồi rồi. Đừng nó mất tiêu luôn nghe Sơn. Chưa quá à. Rồi ơi. Chín chưa? Dạ. Trời ơi trời. Bắt gì lâu quá trời vậy. Rồi vô nó cay, vô nó cay. Đó các bạn ơi, quá trời cá chê này ngon rồi. Rồi cá lóc sẽ đúng rồi. Hay thiệt. Rồi để mình lại cái đầu đẳng về cho các bạn xem nha. Quá trời cá các bạn ơi. Đây cái này bắt với mê các bạn. Bắt tay không có im các bạn ơi. Cái này là phải dùng là xịt bắt mới hết các bạn. Quá trời lúc rồi. Đi đi cái mé bãi đó, mé bãi nó có lúng cái gì á. Mé bãi đó. Rồi các bạn ơi. Cái mẹ của ai. Ở đây có bạn rồng chà bá luôn mà. Xuống dưới chút mình quay cho bạn xem à. Nhào 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 mày. Chưa chưa tới cá lóc chưa tới cá lóc bự. Kỹ nó chết ngọt dưới nhóc chết ngọt. Nhấp hơi được rồi. Má nó bỏ chứ mặt đâu nhảy. Chui con mắt. Giờ khó bắt quá, dạ cả muốn lên mà. Đó là kìa cá bự cho má. Hay lắm, cá nó hay lắm. Đây là cái đề này cái gô bự không. Cũng lỡ dữ. Má nó
Đương chịu đi mua thịt bạn mẹ rồi. Dớt mà cái sao? Đây đừng ca, không biết bự quá ơi. Ôi, chết đi. Mày tròn cái gô kìa. Ôi, cái lóc, bá luôn. Cái lóc bự quá ha. Kìa kìa, cái chi, cái chi. Kìa kìa, cái chi, cái chi. Kìa. Thấy không? Kìa cái lóc vậy. Kìa, cái chi mà, cái chi mà. Trời ơi, quăng đầu mất rồi. Ui, chứ vàng. Ui, cái lóc mà, cái lóc mà. Đây con nè, coi sao. Đây, đây con trong con lỗ nè. Cái lóc. Cái lóc này sao? Trong lỗ đó. Ồ, nó nhào, cá nó nhào các bạn ơi. Mà đâu? Này vô làm những kết hay kết bia là khỏe lại vậy. Má lắc đẻ rồi. Nhìn 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 cái bài. Ở trong bây giờ có muốn nó không? Mày đi sao đứt đi. Cái đề này quá trời lúng quá. Lúng rồi muốn nổi luôn. Cái nhấp. Nhấp hơi 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 rồi. Đi lẩn quẩn nữa trời. Đây, con cá chê với con mấy cá gù con ơi. Con cá lóc. Bữa nhà lên luôn. Trời, trên mé này cá bự bự không? Cá trên mé này là cá bự không nè. Cá bự không kìa anh. Đây nè. Con này nè. Rồi. Bự không, bự không? Trời ơi, cái sạch con nào nói kìa. Không. Chê cái sạch đẹp này phơi một nắng ăn thì thôi đừng nói tới luôn. Thôi đi. Công nhận cái sạch con nào đấy. Chà bá, chà bá. Vậy thôi bụng má thuộc cái giặt lát xuống. Đi, đi. Nó quay phim trên này lát đi xuống xã. Cha con kìa cười má nè. Tay nãy giờ cũng bổn mà. Con nào đâu? Cá ngon không? Đấy, quá trời xinh nè. Đi nãy cá sặc nhiều quá trời nhiều quá. Trời đất ơi, cái thùng của thằng danh nãy giờ có gì đâu. Có bắt gì đâu mà. Sặc con nào nó nái nái, sặc tiệp không? Thục vô con muốn nó có cá lóc. Thục vô con muốn nó ở cho con muốn. Hay lắm mấy cá lóc. Ở trong đây nè. Lóc trên đây. Đó. Ủa cá rột hết biết rồi. Rồi đừng bắt ăn. Giật à, giật không ai giật đâu. Giật con vỏ này nè con nè. Rồi các bạn. Trời ơi, con cái gột hết với cái gột. Đó, cho cái gì rõ, cái này con. Má cá rô bằng nguyên cấp thì con. Nhẹ nhẹ thôi, bóp buông, bóp buông. Rồi, lên đi. Ta nhấp nhẹ 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 nè. Trời ơi, cá kìa. Biết. Đẩy cái lực sao 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 sao. Nước nhiều quá, sao nó đường nó màu á, có dính nhiều què vậy đó. Quơ nó chạy rồi. Mấy cái lóc nó trốn hết rồi. Chết
Trời ơi, con sao cái sạc điểm nó bự như cái sạc kia không sao? Trời ơi, con sạc gần. Đâu 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 đâu, đưa ra coi đâu, bự lớn đâu. Trời ơi, nó nhào quá. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Vô mà. Chân này xịt dữ ta, mới xịt hôm qua xịt nữa rồi. Con ăn kia gì? Chút xíu quậy ra đây, tát khô đi, quậy ra quậy chút xíu là cá trồi đầu lên. Này nó còn chuối với xịn dữ lắm. Quá. Đó. Đó, công 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 luôn hả? Lên tới chơi luôn kìa. Cá lóc hả? Lên tới chỗ ốc á. Cá lóc ở đây là lên tới ốc rồi. Đâu? Chỗ ốc á. Ờ đó đó. Cá lóc hả? Rồi rồi rồi. Bự rồi, cá lóc bự rồi. Chết quất cái gì rồi? Con nào đâu? Chạy rồi. Chạy mới nè. Ở đây anh. Đâu mà đẩy cái này đâu. Bật ngửa à. Xa lắm à. Chuối xình á, cái nhảo chuối xình á. À đúng quá. Đúng rồi, chuối dưới chưa lên đâu. Chút xíu quậy lại chích một cách đánh liên quân không cho mượn nè. Có đâu không? Hầm dung luôn, trắng trắng giả cho thê luôn. Rồi, còn để danh xe kìa. Gì? Đây để xin lên quay đi. Đưa cho mẹ đi. Đầu này hết thì lá không, lá lên cho người bác sĩ. Chết nó trao vô lá này thì khó. Con gì mà chích nó làm cái chốc 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 mà. Chốc chốc mà. Trời ơi. Cái lóc lóc làm chốc chốc có gà. Ê, điện thoại mà đang quay. Sao biết không? Đây bây giờ lên cái góc này coi có cái lóc bự nào không ạ. Thì này có chứ không phải không có đâu. Trong bọc á. Trong bọc kìa. Nó chuối rồi, đất này còn chuối rồi, dẹt nước chút xíu nữa kìa. Ta ta thiệt để ta bơm vô ta thiệt rồi đủ nha đi. Bơm ấy cho tới cho cô về cũng cho việc nó tiếp mặt chứ rồi. Đầu chứ ơi. Mà trên cái góc đây dám có đó, nó chừng chừng đó đó. Từ từ đi. Cái gì đâm vô vậy? Lá con gì chích? Kìa cho quay lá coi. Con gì cung cung hả? Vô mánh hả? Ôi bự, con này cũng bự nè. Rốt cuộc cũng dính con được con trọng trọng. Trời
nãy con đầu tiên rồi nhất. Cái đĩa này đủ má luôn, dữ gì trời. Trời thú. Có hang một có nè. Đây bắt được nhiêu đó bạn ơi. Quá trời người ta bắt nhạc này nãy giờ nè. Cứ bắt mình nó quay cho bạn xem qua. Quá trời bắt nhạc lớn luôn. Đây mới bắt được con cá lóc cà bá các bạn. Với cái như đây là cá tiếp theo rồi. Đào quá. Cá có gô nhiều quá. Thôi vậy video mình cũng xin kết thúc các bạn. Chúc các bạn năm mới thật là sức khỏe.